Hello, xin chào cả nhà bạn nha. Hôm nay mình rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại cả nhà bạn. Bạn hôm nay trong video ngày hôm nay của mình nha. Hôm nay cũng ngày đầu tiên mình đi thăm bảy cả nhà. Nay mình đi thăm bảy Sóc nha cả nhà. Bữa giờ nhà bệnh quá cả nhà ơi. Bệnh quá không đi đâu được cả nhà. Đây. Đầu video cũng như đầu năm mới, mình xin chúc cho tất cả mọi người năm mới luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây, hôm nay mình đi thăm bảy Sóc cả nhà. Đây, để mình review đồ ngày hôm nay cả nhà. Đây, hôm nay ngày đầu tiên ra luôn cả nhà, bữa giờ bệnh quá không đi đâu được. Đây, chuỗi cả nha và bao lưới bao lưới chút xíu nữa mình để kia mình cho thêm là chuỗi khô vô cả nha. Đây, mình vừa xuống xe cả nhà. Đấy, rừng không ạ nha. Đây, bên kia là vườn chôm chôm sầu riêng của chúng ta cả nha. Rồi, để mình tạm ốp máy rồi, để khi nào đến cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà xem có ý mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, cái đầu tiên mình ở đây luôn cả nhà. Vô đây vô thăm có gì không nha. Có hàng ở nhà đây. Em sóc đất đầu tiên cả nhà ơi. Quá. Nhà phải không ạ? Trời nặng quá để mình ở ngoài mình tháo xuống ra ngoài bắt luôn cả nhà. Thả em nó xuống rồi nha. Bắt em nó ra luôn rồi nha. Ai mình ngoài mình ghé chỗ kia bỏ lại chuối khô vô rồi nha. Mình ở máy gà là cái bẫy đến cả tiếp theo chia sẻ cả nhà xem tiếp nhá. Tiếp tục cả nhà, đây mình còn cái cả nhà. Ở dính luôn cả nhà. Đang nằm im ru rồi trời. Ui, dậy đi. Dậy, dậy. Ngủ hả? Ngủ hả? Bự rồi nha, nó yếu cái gì á. Đây, để ốc máy thả xuống ra ngoài bắt luôn rồi nha. Chắc cái này mới vô bữa đầu tiên luôn rồi nha. À, thả xuống rồi nha. Đây, đã. Lạnh nó yếu gì cả nha, rồi để bắt ra luôn rồi nha. Còn thứ hai quay lại cả nhà. Đây, để mình gà là cái bẫy đến cả tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Trên này mình có một cái cả nhà. Giờ leo lên khó rồi nha. Ây.
Ồ, dính chuột cả nhà. Chuột cả nhà. Nó mà ơi, thả xuống bắt luôn rồi nha. Thả em nó xuống rồi nha. Chuột. Đây, bắt là luôn rồi nha. Mình gà lại vậy, đến cái tiếp theo chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Đây mình còn cái nữa cả nhà. Nãy 24 cái cả nhà. Ba con, hai sóc đất, một con chuột. Hay khó đi lắm nhá. Mình thấy dính ra cả nhà. Em sóc đất nữa cả nhà ơi. Quá phê quá phê. Phê quá phê 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 phê. Đó, cả nhà thấy chưa? Đã không? Đây, để nó máy anh Thảo xuống ra ngoài bắt rồi nha. Chúng này khó bắt. Đây, anh Thảo nó xuống ngoài nhà. Kẹp lò xo xong rồi. Đứt hết cục đuôi rồi nha. Tụt lông. Đây, để anh bắt nó ra luôn rồi nha. Để mình ọp máy ra là cái bẫy, đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Trên này mình có cả nhà, trong này trong buổi tre rằm hơi tối cả nhà. Mình thấy nó sập chuyện này cả nhà, mà đang bị lật ngửa. Nhà thấy đông đông nữa, để ra lên chút xíu nữa. Khó leo bạn nhà. Đây. Hơi tội cả nhà. Đáng cả nhà. Mình đọc máy anh thả xuống dưới bắc cả nhà. Đấy, tối quá. Đây, mình thả xuống rồi cả nhà. Cái này mình sửa lại móc này cả nhà. Nếu mà phe là nó bị sậy lâu rồi cả nhà. Sửa móc lại. Sửa làm móc khóa này cả nhà. Cho nên nó không sậy. Đây, để mình bắt nó ra luôn rồi nha.
Đó, máy gà là cái bẫy để cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Quá đã cả nhà. Đây có cái cả nhà. Ấy. Mình thấy dính này cả nhà. Quay quay cái bẫy lại luôn. Ơi, sao xem được cái bẫy kỳ ta. Đấy, đấy, đấy. Rồi. Nè. Bẫy sao động dữ. Không tục hay ta. Nhà đảo rồi nha. Ừ, cái bẫy long thông nhưng mà chưa sậy hên quá rồi nha. Này cũng bị cục hết khúc đuôi rồi nha. Rồi để bắt ra luôn rồi nha. À, để mình bắt em nó ra luôn rồi nha. Máy ra là cái bẫy để cả tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Tiếp tục cả nhà. Giờ mình thăm thêm mấy cái nữa mới không có dính nữa nha, nên mình không quay. Đây mình còn cái nữa nha. Rồi ở xa mình thấy nó dính nữa cả nhà ơi. Bất ngờ cả nhà. Đó, nhà thấy ngược mặt trời cả nha, nên là hơi chọi chọi cả nhà thông cảm nha. Đây. Đào. Ủa, bự quá phê cả nhà ơi. Đây, để nó máy thả xuống ra ngoài bắt luôn cả nhà. Đây, mới thả xuống rồi nha. Đào. Trong một rượt luôn. Đây, để bắt em nó ra tranh thủ đi tiếp cả nhà. Vài cái hết. À, để ngọt máy ra là cái bẫy điện cái tiếp theo chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Tiếp tục cả nhà. Đây mình có một cái này. À, sao mình thấy là dính sóc ngang cả nhà ơi. Nhà thấy không? Đây mình đi đâu phải sóc ngang chạy đâu, sao còn cũng dính đâu. Mình thấy sóc đất dính chạy không à. Mình đặt sao dính sóc ngang. Này nha. Sóc ngang. Đây, để em thảo xuống ra ngoài bác kìa nha. Đây, mình thảo em là xuống kìa nha. Sóc ngang đẹp. Nhỏ mình đẹp kìa nha. Để em bắt ra luôn rồi nha.
mình off máy ra là cái bẫy để cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Cái bẫy vừa rồi là chỉnh sốc nhanh, là cái bẫy cuối cùng ngày hôm nay cả nhà ơi. Bây giờ mệt quá. Cái cuối cùng chỉnh con sốc nhang cả nhà. Nay hôm bữa giờ mình bệnh cả nhà không đi được, nhưng bây giờ mới đi chút xíu là mệt. Cũng hết bậy cả nhà. Đây thành quả hôm nay cả nhà, khá khá cả nhà ơi. Đây. 7-8 sóc gì cả nhà. Với lại một em chuột cả nhà. Đây một em chuột. Đó. Chúng nó cũng được cả nhà. Đấy, ở đây đồng nghiệp bậy nhiều lắm rồi nha, mình đi mình gặp nhiều lắm bậy cảm kiến rồi nha, nên hôm nay mà được vô đây là cũng khá khá rồi cả nhà. Rồi video mình cũng xin kết thúc tại đây cả nhà. Cả nhà xem video của mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nhé cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau hay hơn nha. Bye bye.